Hôm nay mình làm bánh quy cho em Phương. Ngon quá. Chào mừng mới tất cả mọi người. Good morning. Let's wake up. Việc đầu tiên của một buổi sáng là hai vợ chồng mình sẽ thức dậy và dọn dẹp mừng các bạn. Buổi sáng thì mình sẽ bắt đầu bằng việc uống thuốc vitamin các bạn cho mẹ bầu. Thì mình uống rất là nhiều vitamin luôn, bởi vì trong mùa dịch này nè các bạn, vitamin mình cũng sắp hết rồi. Thì mình uống bổ sung canxi nè, rồi sắt nè, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin C. Và cứ mỗi buổi sáng như thường lệ thì Phương sẽ cắt cây. Đây là mình trồng hoa Quỳnh Anh màu hồng các bạn. Và bây giờ là mùa xuân thì nó chỉ mới đâm chồi thôi, nó chưa có ra hoa, thường thường mùa hè thì mới có hoa. Rồi trồng bông hồng đá, hoa sen đá. Rồi bây giờ thì hai tụi mình sẽ hâm nóng cháo gà hôm qua mà hai tụi mình đã nấu sẵn từ buổi tối rồi các bạn, để ăn sáng và có thể là ăn trưa trong ngày hôm nay luôn. Thì mọi người cũng thông cảm, bởi vì bây giờ là cách ly tại nhà nên là hai vợ chồng mình cũng không có đi đâu. Và nhất là cuối tuần không có dạy học và không có work from home thì hai tụi mình sẽ mặc quần áo pyjama ở nhà các bạn, chứ không có mặc đồ lịch sự, thì mong mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn sáng với hai vợ chồng Phương và Đế Linh nha. Thì hôm nay tụi mình sẽ ăn sáng cháo gà mọi người. Cháo gà tụi mình nấu với lại bông cải nè, rồi cà rốt nè, gà nè. Ăn thử bên ngoài. Hôm nay mình làm bánh quy cho em Phương. Ngon quá. Ngon quá. Và bây giờ thì là tiết mục dọn dẹp nhà cửa các bạn. Cứ mỗi thứ bảy thì hai vợ chồng mình sẽ dọn dẹp nhà cửa. Thì bây giờ anh Dylan đang hút bụi và mình sẽ đi lau cái sàn nhà cho sạch sẽ. Và lát nữa thì mình sẽ dọn cái bàn bếp này, còn anh Đê Linh thì dọn nhà vệ sinh. Nói chung là hai vợ chồng mình phân công công việc nhà với nhau mỗi tuần và mỗi ngày. Anh Đê Linh đang làm gì đó? Anh đang hút bụi. Anh đang hút bụi hả? Cảm ơn anh Đê Linh nha. Còn mình thì Phương mới dọn dẹp xong cái bàn bếp nè các bạn, rất là sạch sẽ luôn.
bởi vì tụi mình thì chỉ có ngày chủ nhật là ở nhà thôi. Thì Dylan và mình sẽ nghỉ nửa ngày thứ bảy và nguyên một ngày chủ nhật trong một tuần các bạn. Còn hầu như là đi làm 5 ngày rưỡi trong tuần, từ thứ hai cho đến một nửa ngày thứ bảy là tụi mình sẽ làm việc. Còn chiều tối thứ bảy và chủ nhật thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi. Anh đây lên giỏi quá à. Sau khi anh đây lên hút bụi xong thì Phương sẽ nói chung là lau sơ cái sàn nhà các bạn. Bởi vì khi mà mình hút bụi thì mình chỉ hút được những cái bụi ở trên sàn nhà thôi, mà mình phải lau nữa thì nó mới sạch. Sau khi dọn dẹp xong thì hai tụi mình đi tắm và bây giờ hai tụi mình chuẩn bị ăn trưa. Anh Dylan đang làm gì đó? Anh Dylan đang đọc sách. Đang đọc sách Thánh Hiền hả? À, đọc sách. Dylan đang đọc sách Khổng Tử Thánh Hiền nè mọi người. Đọc một câu cho mọi người nghe coi. Đọc một câu tiếng Hoa coi. Zi yue zi xing shu xiu yi shang wu wei chẳng ú huệ yên. Wow, anh đây lên là Khổng Tử nghiên cứu triết học đó nha mọi người. Rồi thì sáng nay và trưa nay thì nhà mình cũng không có ăn gì đặc biệt, vẫn là nồi cháo gà các bạn. Bởi vì hai tụi mình nấu quá nhiều cháo gà đi, nên bây giờ là cái nồi này nó to quá rồi, thì phải ăn luôn cho nguyên một ngày luôn. Tối nay thì có thể là tụi mình sẽ gọi đồ ăn ở nhà hàng đem tới các bạn để ăn cho đổi khẩu vị. Bởi vì cả tháng này ở nhà ăn cơm nhà rồi thì cũng ngán mọi người. Đây, đây là cháo gà của Phương. Thì Phương chỉ nấu với lại cà rốt nè, hoa cải nè, rồi cà phi lê. Bởi vì anh Đê Linh thì không thích ăn gà mà có xương. Rồi, bây giờ thì anh Đê Linh làm gì vậy? Helen giặt đồ. Thì các bạn thấy là ở Canada thường thường ở trong nhà thì sẽ có máy giặt và có máy sấy luôn mọi người. Sau khi giặt xong thì sấy luôn. Bởi vì ở đây thì không có phơi đồ như ở châu Á mình. Thường bởi vì mùa đông thì rất là lạnh mọi người. Mùa đông thì có khi là lạnh âm 20-30 độ. Nhiều khi phơi đồ bên ngoài mà đồ đông đá luôn. Nên thường thường mỗi nhà, nếu mà các bạn mướn nhà hoặc là các bạn mua nhà thì đa số đều có sẵn máy giặt và máy sấy. Và đây cũng là một điều rất đặc biệt, khi mà các bạn đi ra siêu thị, các bạn kiếm mua cái máy giặt máy sấy thì không có ai bán, rất ít chỗ bán, bởi vì đa số mỗi nhà đã có lắp sẵn hết rồi mọi người. Thì bây giờ giặt đồ xong rồi thì anh Dylan sẽ sấy khô đồ. Và sấy ở đây là sấy nóng và tiệt trùng luôn các bạn, nên là các bạn không phải phơi đồ. Nói chung là sấy xong thì chỉ cần xếp vào tủ quần áo mà thôi. Mình nói chuyện với ba. Hello. Hey dad, hey it's Dylan. Hey, I'm all right. I told you I'd call a little earlier today. Happy Easter. Yeah, here too. not a huge difference. Yeah, but yeah. So Dad, I was thinking. I know. What are you doing right now? Were you watching the TV or? Oh yeah, yeah. Because I mean, I thought it must be pretty boring. I was thinking I could read you a story. On the third day of rain, they had killed so many crabs inside the house that Peleo had to cross his drenched courtyard and throw them into the sea because the newborn child had a temperature all night, and they thought it was due to the stench. The world had been sad since Tuesday. Sea and sky were a single ash gray thing, and the sands of the beach, which on March nights glimmered like powdered light. Và bây giờ buổi chiều thì anh Dylan và mình sẽ chơi game tại nhà, chơi board game các bạn.
Bởi vì bây giờ thì cách ly rồi thì không có cách nào mà đi ra ngoài hết. Còn nếu mà coi tivi thì hôm nay mắt của Phương nó không có được khỏe nên là tụi mình chỉ chơi game thôi. So, roll one. Choose your duke. Và bây giờ là 6 giờ chiều thì hôm nay tụi mình sẽ ăn bánh mì kẹp với lại gà chiên, hamburger tại nhà cho buổi ăn tối của ngày hôm nay và thêm một chút khoai chiên nữa. Và cái gà chiên này với lại bánh mì thì tụi mình bỏ vào cái lò chiên không dầu nè các bạn. Thì rất là tiện luôn, không hề có một chút dầu nào hết. Có thể nướng bánh mì rồi chiên dầu. Và cái này cũng rất là rẻ. Tên là hiệu là Toastmaster, chỉ có 50 đô à các bạn. Ông bánh mì ơi, Ơi, ông bánh mì đang làm gì đó? làm bánh mì, Bánh mì gì? gà chín, Bánh mì gà chiên. Gà chứ không phải cà. gà. Gà chiên. Ông bánh mì Việt Nam ơi. Wow, ông bánh mì Việt Nam cho Phương ăn bánh mì gà chiên quá dữ luôn. Ông bánh mì che cái camera rồi ông bánh mì ơi. Còn ông bánh mì ăn sriracha. Ông bánh mì bỏ cà chua vô nữa. Nè, nhìn hấp dẫn trên này mọi người. Wow, đây là khoai chiên của mình nghe. Vừa ngon về vừa vừa gì? Giòn. Rồi, thì đây là bữa ăn tối đơn giản của hai vợ chồng mình trong ngày hôm nay. Thì bánh mì gà chiên với lại khoai tây chiên, mời cả nhà ăn cơm cùng với hai tụi mình nha. Thì hôm nay tụi mình chỉ ăn đơn giản thôi mọi người, bởi vì hôm nay cũng là cuối tuần nên hai tụi mình lười nấu ăn á, tính là muốn đặt đồ ăn bên ngoài nhưng mà có điều là lại lười, đặt đồ ăn bên ngoài thì lại phải chờ 40 phút nên thôi hai tụi mình ăn luôn. Làm như vậy nó tiện luôn. Thêm. Ngon không? Đó, bánh mì gà chiên. Đó. Cũng may là hai tụi mình còn việc làm trong tình hình dịch bệnh hiện nay chứ không ở nhà là chán lắm mọi người. Tụi mình làm 5 ngày rưỡi, chị nghỉ ở nhà có một ngày rưỡi thôi mà đã thấy chán hả Đê Linh? Ở nhà không có việc gì làm hết, còn mình thì lại bị dị ứng cái mùa xuân ở Canada nữa các bạn. Cứ đến mùa xuân là mắt mình cứ chảy nước mắt sống như vậy nè. Nên cũng không có đi ra ngoài đường, cũng không có thể mở ban công ra hít thở không khí được. Nên là rất là chán. Mà bây giờ phải chịu thôi. Bánh mì đi lên làm ngon ghê mình. Gà rất là giòn. Nhìn anh đi lên ăn rồi lúc nào cũng nhìn cái miệng anh đi lên ăn rất là ngon. Chiên bằng máy chiên không giòn này, rất là giòn nè mọi người. Không biết ở Việt Nam có bán cái máy này không hả Trinh? Chắc không á. Dạ rồi. Hoặc cũng có thể có bán nhưng mà chắc mắc hơn. Ở Canada cái máy này rất là rẻ mọi người. Có 50 đô và tính ra khoảng 850-900 Việt Nam. Thank you.
ăn xong bánh mì gà chiên với khoai tây chiên rồi thì bây giờ hai vợ chồng mình ăn kem để tráng miệng các bạn. Kem ở Canada rất là rẻ luôn mọi người, nguyên một hộp to mà chỉ có 5 đô. This is almond. No dairy. Kem hạt hạnh nhân. Bởi vì mình hơi bị dưỡng sữa bò ở đây á, nên là kem này là vegan các bạn. Làm từ sữa hạnh nhân và có thêm cái bánh Oreo bên trong. Cũng đi. Thì các bạn hôm nay thấy là đường phố Canada rất là vắng, không có một bóng người luôn nè các bạn. Thì phía bên kia là Bloor. Rồi ở phía trước này là Yonge nè các bạn, Yonge Street nè. Đó, rất là vắng người luôn, đi thẳng ra chỗ đó là Yonge Street. Còn bên đây là Bloor Street. Xe thì chỉ có một hai chiếc thôi nè các bạn. Ở đây thì mình thích nhất là ngắm cái tháp CN Tower và những tòa nhà. Và buổi tối thì đèn rất là lung linh và rất là đẹp, mình rất là thích luôn. Còn dưới cái khu nhà mình thì các bạn thấy là có hồ bơi nè, mà cũng đóng cửa rồi. Chỗ chơi golf cũng đóng cửa luôn. Nên là rất là chán mọi người ơi, ở trong nhà cả tháng nay rồi. Anh Dylan Mập đang làm gì đây? Anh Dylan đang chơi đàn nè. Chơi đàn. Đàn một bài cho em nghe coi. Đang sai tùm lum hết à. Right, okay. Rồi, bây giờ nghệ sĩ Dylan với ca sĩ Minh Phương hát tặng các bạn một bài tiếng Hoa Đi Bù Chí Tao Đờ Sư nha, của Phương Lực Hoàng nha. Hy vọng là các bạn thích bài hát này nha. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bà đây là nhí mẹ Sophie hát cho Ryan nghe nè con. Mang về con bướm vàng xuê lôi can, xuê lôi can, bướm bướm bay đôi ba vòng, bướm bướm bay đôi ba vòng, em lội xanh, em lội sớm. Wow, bà đi lên hát tiếng Việt.
Còn bây giờ buổi tối thì hai vợ chồng mình sẽ xem tivi. Thì dạo này hai tụi mình có xem cái phim Luật Trời ở Đài Vĩnh Long 1 nè các bạn. Anh Đê Linh vừa xem để vừa luyện tiếng Việt luôn. Xem có hiểu không? Xem có hiểu có phim hiểu. Không? Hiểu, hiểu hả? Hiểu gì? Hiểu nhiều. Hiểu nhiều hả? Giỏi quá ta. I felt them moving though. Okay. Yeah. He started to kick me. Oh, whoa. You can see. You can see it now. Aww. Bé ơi. Talk, 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 talk. Good night, baby. Hello. Hello. Daddy and mommy are going to sleep.